sao thấy ra ngoài nó hả gì? Trời ơi ghen quá. này dính cái sủ thấy ra xong luôn bạn, dữ thiệt. Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh 66 TV. Giờ này đi theo anh chị Hai cá lưới các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi cái buổi cá lưới anh em mình nha. Có cá bự chưa? Tèo. Trời. Ông trời ông lăn thùng phi rồi các bạn ơi. Hồi hôm đâu mấy ông dưới kia dính cá sủ quá trời luôn. Dưới khúc xe mày á, dưới ông nói hồi hôm nước đêm mà không biết gì mấy giờ thôi à hả. Rồi ủi rồi bạn ơi. Tiếp tục ủi các bạn ơi, nãy giờ ủi quá trời lâu rồi. Theo giờ nãy giờ không ủi là mình cuốn ra lưới này xong lâu lắm rồi. Bữa nay cuốn tay lưới xanh này anh chị Hai vất vả các bạn ơi. Ủi nãy giờ không lên nhưng mà ủi lần này đứt viên trì luôn rồi, mà vẫn còn nặng nữa. Cầm viên phao kéo lên không lên các bạn. Tình thế rất là cam go nha. Này có anh gấp ra trợ giúp mấy bạn ơi. Gấp ra cuốn đầu kia dùng. Bữa nay sự cố này hơi nhiều các bạn. Không biết nó dướng gì mà mình ủi cái thành hai đầu lưới mình nó dính lại nhau luôn. Bữa nay tài lưới tết này làm mình khổ sở quá trời các bạn. Vừa mất thời gian mà vừa mất lưới đủ thứ chứ. Nãy giờ gách nhiều lắm rồi các bạn. Tài lưới này chưa lấy vốn được tài lưới này nữa. Không ngờ đánh cá đâu có nhiều đâu, tài lưới xanh này nè. Dạ. Rồi tài lưới này đứt rồi mình còn lại không được phần nửa nữa các bạn. Còn chừng phần 3. Bởi vậy thì mình giữ lại được cũng phần 3 mà cũng gách tan ben, phần 3 này cũng tan ben hết trơn. Bởi vì làm lưới này lâu lâu cũng gặp những sự cố vậy các bạn. Đã thấy cuộc công chuyện làm lưới này cũng cực nhọc. Có những lúc khó khăn vậy nè các bạn. Không phải lúc nào mình kiếm cá cũng dễ dàng đâu ha. Bởi vì bữa nay cuốn lưới lâu, thời gian nó lâu càng thêm lâu nha các bạn. Tay lưới đầu nó hại tay lưới thứ hai luôn rồi. Cầu cho tay lưới này anh Hai dính được cá bự mà với nhiều cá các bạn. Chứ tay lưới trước, tay lưới xanh đó nó mất hơn 2 phần 3 tay lưới rồi. Nó gắt hết trơn rồi. Bữa nay mà cá mà không nhiều coi như lỗ các bạn. Cố lên.
Không, cậu là cậu độ anh hai ra. Giờ này phải cá bông lau mới cứu vãn được tình thế gì hai ơi. Cá bông lau chứ không phải bông lau nha. Gỡ gạt lại nha. Nặng nữa hả? Ờ, để mũi cho. Những tay lưới kia bị dướng các bạn, tay lưới này cũng bị dướng nữa. Quá trời vất vả các bạn ơi, cuối cùng cũng có cá rồi, được con ba sa các bạn, quá mệt. Bậy nó coi. Rồi bà cậu độ được mày cá đi. Nay hơi vất vả. Ủa, nó dướng lên. Nó dướng mấy cái này với nó nặng phải không ơi, dướng mấy cái gốc độ dưới gò dưới nè. Bỡ gì? Ồ nãy giờ mới mở hàng con ba sa mày. Ở con cá hú. Bữa nay vô bài cá hú đi. Kiếm tiền đóng tay lưới mới rồi, tay lưới kia hư rồi. Ủi quá trời ủi mà các bạn ơi. Tay lưới này cũng ủi cũng cực quá trời. Thôi ủi nhiêu nhiêu thôi nha chị hai, không có ủi nữa đâu, mệt rồi đó. Không ủi nữa đâu. Wow. Được thêm con cá hú các bạn ơi. Ồ, vậy là hai con cá hú à. Nay làm con cá hú chừng 7 kg gử đi. Một xíu ha. Chứ gì chứ mất hết hư cái tài lưới người ta rồi. Hư tài lưới bên kia qua đây xin hả? Tình. Ờ, còn sống luôn mẹ. Thôi đúng. Cá hú, cá hú. Bây giờ đi với anh chị hai cái gì cũng có trải thôi. Có cá mà cũng thấy rồi mà dướng mà hư lứ mất lứ này kia rồi ủi buổi trời ủi nãy giờ ủi cả tiếng đồng hồ cũng thấy luôn. Này nước trễ quá trời các bạn, tại vì mình ủi tay lưới trước á, mình mất thời gian quá trời nhiều cho tay lưới hồi nãy rồi mà cuối cùng nó vẫn hư vẫn mất lưới. Bây xây qua cái tay lưới cuốn tay lưới này thì chảy nước dữ lắm luôn, nước đang ròng nhiều lắm rồi các bạn. Đó đó đó, một con ba sa. Thêm con ba sa nữa các bạn ơi. Bởi vì nay chị hai hư lứ cho hai buồn, nay không nói gì luôn các bạn. Nãy giờ nói chuyện không nổi, đúng rồi, vừa mệt nữa các bạn, mà vừa buồn nữa. Nãy giờ kéo quá trời mệt. Kéo nặng nãy mà mình cầm vô mà nó nặng nó trị xuống mình vịn không nổi các bạn. Buông luôn, mắt buông luôn rồi. Ghê thiệt chứ. Ở sức con người làm đâu có sợ, phải nhờ máy móc các bạn ơi. Nhờ mà máy dầu đồ mình ủi nè, lưới nó mới lên được. Rồi, thêm một con cá ba sa vô đục. Ủi rồi nãy anh cúp ra anh ủi phụ nữa các bạn. Trời ơi. Người cuối cùng nó đứt luôn chứ nó mất lưới luôn chứ nó không lên các bạn. Buồn thiệt chứ. Nữa. Tình hình sao? Ủi à, ok. Đó đó đó. Mới ủi xong các bạn ơi. Lên một con ba sa. Ồ ba sa này bự hơn hai ba sa nãy nè. Ồ nãy con còn hai cá hú một ba sa chứ. Bự hơn ba sa trước. Đó đó đó, xa nữa kìa. Trời ơi. Gán lên anh ơi, gán lên. Có cá à chị hai ơi, gán lên.
Nói chung bữa nay là lấy tiền lưới nữa bạn ơi, chứ không phải là kiếm tiền xài nữa. Tại ta lưới trước hư rồi, thiệt tình. Nhắc tới buồn nữa. Nói chứ ông cậu bà cậu cũng thương chứ ha. Cũng đãi chứ. Ờ, cũng đãi. Như không có ông chú nào ông mất đồ gì đó, đồ lứ của ông đó mà mấy triệu bạc mà ông dính con cá cũng mấy triệu rồi. Ông cậu bà cậu cũng thương. Hả? À? Có cá nữa các bạn ơi. Đỡ 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 mệt rồi, đỡ buồn rồi các bạn ơi. Trời ơi, đỏ đỏ. Gì đâu, một cục luôn kìa. Nói không phải chờ chị hai gỡ đằng xong rồi con này anh hai ơi, để kéo phụ cho để không nặng. Rồi vô đúc. Gắn lên gắn lên. Đó qua hỏi ông chú đó các bạn. Ông dính được cá trình đâu mười mấy ký. Wow. Trời ơi, một cục này đâu. Uống con. Trời ơi, nó dính một trình luôn các bạn ơi, coi nè. Như chùm nho rồi đó. Trời ơi. Bởi vậy nay anh hai chị hai kéo mệt quá các bạn, rất giả. Tới lúc này có cá mà vẫn còn nặng nè. Nó vẫn còn chì chứ nó không phải được bình thường như những ngày thường các bạn. Dính cá nhưng vẫn còn dính dưới gì á, nặng. Bữa nay tính ra ủi nhiều lắm luôn, ủi nhiều mà lâu nữa. Chị lên đâu? Chị lên hả? Ok. Thôi giờ mình ủi cá nữa các bạn. Chị hai gỡ 4 cá đi. Ủa từ từ á. Cá lớn á. Tắt hay thoải mái? Phải không? Phải không? Nhờ em ủi đó. Trời ơi. Nhờ em ủi anh hai ơi. Nhờ ủi không lừng. Trời ơi trời. Em ủi nước. Ủa chị hai chưa gửi xong này ha? Chưa, còn hai con. Ok. Tình cá nữa các bạn ơi. Mừng quá à. Bởi vậy mới bỏ công xứng đáng ha các bạn. Trời ơi. Có không, có không? À, thấy hai kéo lên mới có một con rồi các bạn. Mà thấy kéo cũng lâu quá. Ồ. Này dính cá bự không ta? Đỏ cá lên các bạn ơi. Ồ, cái sao này cá ba sa không hả ta? Nãy cá hú. Không thấy cái nào chứ. Nước mà nó gồng nhiều các bạn, là nước chảy nhiều cũng nặng lắm. Nãy giờ hủ cho nước nhỏ bỏ lại gỡ cái này tiếp theo. Kéo lên hay sao? Bỏ lại gỡ lại cái tiếp lên cho. Ok. Kéo lưới cho chú lại chơi mà. Chú này nhận được cho sát, được cho sát cho chú. Lên nữa hai á. Cái máy chạy lên tục. Chạy nha. Tắm chín con vậy. Trời ơi. Trời ơi các bạn ơi. Trời ơi quá trời rồi. Chị nói nhiều. 10 con, 11 con. Bây giờ là 11. 11. 11 phải không? Hiện giờ đúng không? Em
em nói nhiều lắm chứ không biết nhiều mà biết nhiều lắm. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con. Đây à. Bữa nay chưa có bữa nào như bữa nay bạn ơi. Tại vì bị ôi, có cá. Cá sủ mẹ ơi. Hên quá. Trời ơi. Ủi nãy giờ cũng lên được con cá sủ. Cá ký rồi bạn, ký hơn. Cá ký à, tiền ký. Rồi, đổ lên. Bông 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 lâu. Dục cái sủ đi ra ngoài, trời dục trong lưới hồi kéo lên bỏ lên làm sao gỡ. Để bên này đây. Ghê à? Không sao hết vậy? Dạ ghê à. Còn cá sủ anh hai chảy nước rồi không kịp thủy đây luôn mày. Mình nhìn thì mình mạo hiểm hơn nhưng mà anh hai nó không sao rồi, dính vô lưới rồi nằm đó à. Cái này cho dù nó sức lưới cũng không sao phải không chú? Phải rồi, nhớ rồi, cái cá sủ nó dính lưới là chết rồi bạn. Nó lòi cái bao tử nó ra. Không sao. Nãy giờ em để ý em ủi cái là lên cá rồi, ủi cái lên cục cá, dữ thiệt. Ủi dạ. Lên bông lao nhóc nè. Không, cái này không ủi à, lên cá rồi cái này đâu ủi đâu, bình thường nè. Còn cá sủ ai ủi? Em mới ủi chứ ai? Ủa anh hai lộn. Ơ, sao đi sao đi? À quên, anh hai mới ủi rồi. Nó lại đó. Nó lộn nó lại, không dịch còn lộn mà chị hai. Thì kêu nó lại. Ừ. Này lưới cá sát không nhiều không? Cá sát mà vài ký, 4-5 ký là thấy vô rồi. Ghim mình. Mấy kim không tối ngủ. Sáng dậy không nổi. Chú nói kéo lưới như tập ghim các bạn. Ghim mình. Giờ tôi kéo thơm, mốt không chơi lưới neo nữa. Kéo không thôi. Kéo vào, kéo chặt thì nó không khỏe. Bởi vậy? Nãy nó xe cho nó, có dính cái bao nó quay tròn do nó xe cầu. Bởi làm lưới neo này thấy vậy chứ những lúc mà nó bị sự cố các bạn là nặng lắm các bạn. Bởi ai cũng ngán thì đó. Cá có lúc mà nó trúng cá thì cũng ngon lắm, cá bự được không à? Thì trúng cá không dính mũi gì. Mẹ không chết mẹ không gì. Dạ. Cá bị nó lần lưới rồi đó. Nổi lưới lên rồi. À. Không dính cá thì gấp không? Dính gấp ủa thế mà cố. Bữa nay cuốn 2 tay lưới mà bằng 4-5 tay lưới người ta. Thời gian đó nha các bạn, thời gian lâu. Mà sức lực bỏ ra cũng cả đó. Mệt. Mệt hơn bình thường. Cá sủ luôn. Ồ, cá sủ. Được hai con cá sủ bạn ơi. Sao thấy ra ngoài nó hả gì? Trời ơi ghen quá. Này dính cá sủ thấy ra xong luôn bạn, dữ thiệt. Chú này kỹ quá ta, ông dần lưới xong rồi gặp ông xếp ngay ngắn hết trơn các bạn ơi. Thẳng ghen mới chịu à. Đúng rồi, vô nước nôi đi. Trễ rồi, cũng gần hết rồi chứ không có gì. Cờ cái bên. Ủa đi bạn ơi. Ủa nè. À, rồi. À, giờ mình ủi tiếp anh hai các bạn ơi. Mình ủi là có cá nha các bạn. Mẹ đi đâu đó đi. Mẹ nó đi. Gần ra rồi nè, bởi vậy mới gán nè. Rồi ra mẹ. Ok, để khám rồi. Ơi cái bạn ơi. Ê con này con gì vậy trời? Cái luôn, hai con cái hết các bạn ơi. Giờ nó không có dướng cái hộp nào hết. Hai cái sủ cái nha. Bữa nay một buổi chiều thật là kinh hoàng. Nhưng mà cũng hên là có cá các bạn. Được mười mấy con cá ba sa, cá hú nè, với hai con cá sủ. Không thôi là về khóc tiếng Pháp rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái tay lưới này là tại cái tay lưới trước nó hại nè. Cái ngồi sủ nó coi.
Vớt cua chót hả? Đâu, này mới thấy anh hai kêu vớt cua chót, cá sủ nè. Được không chú Bụt? Ngủi. Rồi xong. Rồi. Trời ơi trời. Kêu vớt cua chót cá sủ mà tự nhiên cua chót cái nó lá à? Sủ lên đó. Nó cũng lòng lòng nước giống như cá. Nặng nặng á. Thôi, nay cũng có cá vớt vét được phần nào các bạn ơi. Càng tôm lên kìa. Ừ, rồi cú chót càng tôm nữa kìa. Rồi, hết lưới các bạn ơi, nổi con dây đầu phao rồi. Phao mình kế bên này. À, hôm nay tôm không có luôn trời. Hôm nay tôm nhóc trên mà không có. Rồi, lên cục đá, kết thúc tay lưới. Kết thúc hồ sơ mấy bạn ơi. Rồi đi vô mệt lắm rồi. Rồi đi vô bạn ơi. Cá hồ sơ. Trời ơi. Ông nhìn con cá. Cá làm lỗ cũ cho nó. Ừ, cá. Nay cá nhiều mà lỗ. Cá nhiều mà không được vui anh ba ơi. Mày dính cá mà lỗ bạn ơi. Thu tay lưới rồi. Một con. Hai con, ba con. Này hai buồn quá không thành đếm luôn các bạn. Bốn con. Hai dưới nãy hỏi hai cái. Đó nè, đó đó. Năm con. Hai gọng chung với tép hả? Ừ. Sáu con. Có hai con trường qua trường lại đó. Bảy con. Con không có uống được massage. Tám con. Ăn đi để nó sầm rồi để nó chết. Bà heo này bà không cho cột sồ. Chín con. Có. Được hai cái hú à? Nhỏ không mà hai hú mày đi con à. Cái 2 cái 3 gì? Cái giữ gì? Con rồi sáng rồi gì ăn nha. 11 con. Thấy không? Thấy không? Chị mà phải chị nói không biết á là còn dính nữa rồi. Chưa chơi quá nói 11 con cá à. Ừ thì đúng rồi. Ta còn cáo lưới rồi bả nói 11 con cá à thì 11 con cá thiệt trời. Thấy không? Được chưa? Nè. Cái bự sáng có canh cá để tôi. Mấy cô bác anh chị lại coi với mày. Sáng có canh cá nữa không? Có 11 con này. Được 11 con cá này. Với lại hai con cá sủ này. Chạy không? Chạy thôi. Được hai con cá sủ. Cá sủ này khoảng ký hơn rồi các bạn. Rồi, bây giờ mình xin kết thúc video hôm nay các bạn ơi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người ở những lần bắt cá sau nha.